Thưa quý vị, Tết Độc Lập 2 tháng 9 là dịp mà để chúng ta tri ân quá khứ và cùng gắn kết hiện tại để hướng đến tương lai. Trong bối cảnh mà dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khó lường và tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, thì cả hệ thống chính trị và nhân dân của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng lại càng chung sức đồng lòng chống dịch như chống giặc với quyết tâm sớm chiến thắng đại dịch, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đà Nẵng những ngày giãn cách xã hội, sự vắng lặng bao trùm không gian, nhịp sống thành phố chậm lại. Thế nhưng, mạch chống dịch chưa một phút, một giây nào đứt quãng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất và cấp bách nhất là sớm ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh. Chúng ta phải tập trung kìm hãm cái sự lây lan, không để cho cái số ca bệnh tăng lên và đặc biệt là không để cho các cái bệnh nhân có cái bệnh nền mà nhiễm, rồi phụ nữ trẻ em nhiễm bệnh. Đây là cái mục tiêu cũng là cái yêu cầu. Cùng với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tập trung cao độ của lực lượng chức năng nơi tuyến đầu chống dịch, mỗi một người dân cũng là một chiến sĩ ở cộng đồng. Trải qua những đợt giãn cách xã hội, cuộc sống của người dân Đà Nẵng đã bị đảo lộn rất nhiều, nhưng ở đó vẫn luôn thường trực một niềm tin và quyết tâm chung sức cùng thành phố chống dịch. Với sự đồng thuận của trăm nhân dân thì thành phố đã chọn quyết định như vậy là rất là đúng đắn, cho nên người dân rất là đồng tình và ủng hộ trong vấn đề của giãn cách để chúng ta lựa hết F0 ra khỏi cộng đồng. Cũng muốn thành phố được xét nghiệm sàng lọc được bệnh F0 với F1 và để cho bệnh dịch mau tiêu tan để mình trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, trong suốt những đợt giãn cách xã hội, thành phố vẫn luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ đến những đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tôi cũng đề nghị là các quận huyện và các xã phường có những cái kênh, cái đường dây để cho người dân người ta phản ánh vào cái việc đó, hộp thư để người ta phản ánh vào đó trong từng xã phường của mình, để người dân người ta có kiến nghị gì thì người ta đưa vào để đồng chí xử lý nhanh. Bên cạnh đó, tinh thần tương thân tương ái từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định là sức mạnh nội sinh của dân tộc vẫn luôn hiện hữu trong từng việc làm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Giữa lúc cam go, khó khăn của cuộc chiến chống COVID-19, Đà Nẵng vẫn quyết định chi viện về nhân lực, vật lực để đồng hành cùng các địa phương đang là điểm nóng vượt qua đại dịch. Trong nhiều đợt dịch vừa qua, thành phố luôn sẵn sàng gửi những đoàn y bác sĩ tinh nhuệ nhất để hỗ trợ các địa phương khác dập dịch. Thành phố Đà Nẵng hiện vẫn đang tiếp tục các đợt xét nghiệm diện rộng để bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng. Thành phố cũng vẫn đang chất chiêu từng liều vaccine để sớm bao phủ rộng tỷ lệ tiêm chủng toàn dân. Tuy nhiên, quyết tâm sớm ngăn chặn dịch bệnh của thành phố có đạt được hiệu quả cao nhất hay không vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào sự chung sức, đồng thuận của nhân dân. Bởi vaccine quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng chống dịch của người dân.